Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay xin vui mừng kính chào quý bà con, xin chào quý vị và các bạn. Dạ thưa bà con, hôm nay là ngày đặc biệt, trong cái không khí rất là vui mừng, hân hoan, một cái sự kiện trọng đại chưa từng có ở Huế Việt Nam. Đó là nhân dịp chuyến thăm ngoại giao từ lời mời của Hội đồng Tổ chức Giám mục Việt Nam, thì Đức Tổng Giám mục cô Richard Gallagher đã có chuyến thăm ngoại giao đến Việt Nam trên cái cương vị là Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican, thiết lập cái mối quan hệ ngoại giao ngày càng mật thiết, phát triển tốt đẹp giữa Vatican và Việt Nam. Nhân chuyến thăm tại Việt Nam thì Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher cũng đã đến các nhà thờ tòa tổng giám mục lớn như là Tổng Giáo phận Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Hôm qua thì Đức Tổng Giám mục đã có thánh lễ vào ngày 10 lúc 18 giờ tại nhà thờ chánh tòa Giáo phận Hà Nội, và bây giờ lúc 8 giờ tại nhà thờ chánh tòa Phú Cát, Huế, và ngày mai lúc 17 giờ tại tòa tổng giám mục Sài Gòn, nhà thờ chánh tòa Giáo phận Sài Gòn. Tiếp theo mình xin mời bà con quý vị và các bạn chúng ta chứng kiến những cái khoảnh khắc rất là đẹp lần đầu tiên xuất hiện tại Huế, và là cái tiền đề, cái cánh cửa để cái sự băng giao quan hệ, cái sự mật thiết giữa đạo và đời, giữa hai nơi, hai nhà nước Việt Nam và Vatican ngày càng mở ra tốt đẹp hơn. Xin mời bà con cùng chứng kiến. Đoàn tòa thánh đến với chúng ta. Đi nữa thôi. Chúng con hôm nay xin cộng đoàn hồ tây phất cầu
nhất. Bất đồng có một bài tiếng tòa bàn. Quý đức ông, quý cha trở về mặc lễ phục tại nhà mục vụ giáo xứ chánh tòa. Xin mời cùng đoàn chúng ta tổ bình cho tôi và các bạn. Cảnh nguyện hôm nay cho Linh Thần Giám Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican chủ tế. Tế tại nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội, tại nhà thờ Chánh Tòa Phủ Tam Huế và tại xin cộng đoàn làm dấu đánh giá khi lãnh nhận phép lành của Đức Tổng Giám Mục Chủ tế. Xin quý cha đồng đệ bái bàn thờ rồi về thánh.
về chùa không hôn bàn thờ. Thế là vị thượng khách của chúng ta là Đức
Paul Richard Gallagher là hòa trưởng của tòa thánh, ngài đang ngồi giữa ở bên phải tôi đây. Anh chị em đón tiếp ngài cũng quạt của đàn bó tay. Anh chị em thấy ngài giống ai? Tôi thì tôi thấy ngài giống Y Dung nhà thôi. Anh chị em có thấy vậy không? Dễ thí dụ bất lực của một người son lý Papa Noel. Rồi, người thứ hai thì là một khuôn mặt rất là quen thuộc với chúng ta, Đức Khâm Sứ Marek Zalewski. Chúng ta có tay đón với ngài. Vừa rồi thì ngày 31 tháng Giêng 2023 thì ngài được bổ nhiệm làm đại diện thường trú của tòa thánh tại Việt Nam và trụ sở của ngài đặt tại Hà Nội. Hôm nay chúng ta cũng vui mừng có sự hiện diện của Đức Tiền nhiệm Francisco Xavier Lê Văn Hồng. Chúng ta đón tiếp phái đoàn của tòa thánh, và chúng ta cũng được gặp lại một những khuôn mặt càng lúc càng thân thương, đó là Đức Tổng Phó Giuse Đặng Đức Ngân. Và xin được lại nhà cùng đi với phái đoàn thì có Đức ông John David là người Mỹ cùng đi với Đức Gallagher. Chúng ta đặc biệt đón một người con của quê hương, Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Trung. Ngài đã có một thời là cộng tác viên của Đức Gallagher tại tòa thánh. Ngài hiện nay đang còn có vấn đề với cái chân, cho nên ngài về Việt Nam và nghỉ và để chữa cái chân. Thì dĩ nhiên là còn hai người nữa anh chị em chưa bao giờ gặp, đó là Đức ông Anton Dương Quỳnh, tổng giáo, tổng đại diện. Người thứ hai chúng ta cũng gặp lần đầu tiên, đó là Đức ông Giuse Nguyễn Văn Chánh. Bây giờ thì tôi xin thay lời cho tổng giám phận Huế và cho cộng đoàn để có đôi lời chào mừng. Được thành lập cách đây 174 năm với 70.000 giáo dân, 250 linh mục triệu hòa dòng, gần 2.000 tu sĩ nam nữ thuộc 9 dòng khác nhau. Với những con số khiêm tốn này, giáo phận Huế là một giáo phận cỡ nhỏ, nhưng điểm đặc biệt là trái tim của người Kitô hữu Huế lại rất to. Anh chị em có đồng ý như thế thì xin vỗ tay. Nghĩa là chúng con có khả năng yêu khác thường, lúc nào cũng mở cửa đón chào những ai đang tới. Và với trái tim ấy, chúng con xin kính chào Đức Tổng và phái đoàn của Đức Tổng như những vị thượng khách đáng yêu nhất của chúng con. Kính thưa Đức Tổng, Kitô hữu Việt Nam hiện đang rất phấn khởi khi được biết Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ viếng thăm Việt Nam một ngày gần đây. Sự phấn khởi này cũng phải là một hiện tượng mới một phát gần đây. Ngay từ khi được khai sinh và qua bao thăng trầm của lịch sử, có khi đầy máu, mồ hôi và nước mắt như 300 năm bách thải vào thế kỷ 17, 18, 19. Giáo hội Việt Nam vẫn một lòng yêu mến và gần bó thiết tha với Đức Thánh Cha, với tòa thánh, với các vị thừa sai một cách đậm đà, tỉ mỉ. Khi đấy, trong những thập niên gần đây, các Đức Giáo Hoàng đi thăm rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia rất gần chúng con tại Á Châu. Ai trong chúng con cũng đều ước mơ hồng ân đón tiếp vị cha chung của giáo hội Công giáo. Chúng con không ngờ giấc mơ đó nay sắp trở thành hiện thực. Nhà nước Việt Nam đã chính thức gửi công hàm mời Đức Thánh Cha đến thăm Việt Nam. Và càng vui hơn nữa khi chúng con được biết Đức Thánh Cha đã chính thức phúc đáp ngài sẽ đến Việt Nam. Từ đây đến đó còn rất nhiều điều phải thương thảo và phải làm rõ, cũng như đạt được những cái đồng thuận chi tiết của viếng thăm. Nhưng chúng con đã thực sự sống trong niềm vui và niềm hy vọng chắc chắn
là Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Đức Thánh Cha đã đến Việt Nam. Đó là kết quả cả một quá trình đàm phán lâu dài và nhiều khi giữa Tòa Thánh Vatican và Nhà nước Việt Nam. Chúng con được biết, một trong những nhân vật chính tạo ra kỳ tích này chính là Sở Quốc vụ Khanh và Bộ phận Ngoại vụ của Đức Tổng. Chuyến đi lần này, một lần nữa là bằng chứng công lao và tâm huyết của Đức Tổng trong hồ sơ này đã tới ngày hoàn thành. Đức Tổng chính là người đang rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian giữa Đức Thánh Cha và dân tộc Việt Nam. Với tất cả sự ngưỡng mộ, tình yêu mến và lòng biết ơn, chúng con nhìn nhận Đức Tổng là vị ân nhân đang mang chờ niềm vui và niềm hy vọng đến cho giáo hội Việt Nam. Và kính thưa Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, sứ thần tỏa thánh tại Singapore, đại diện thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam vừa nâng quan hệ Việt Nam Vatican lên một tầm cao mới, từ văn phòng đại diện không thường trú lên văn phòng đại diện thường trú. Sự thăng tiến này diễn ra trong hai nhiệm kỳ của Đức Tổng tại Việt Nam, có nghĩa Đức Tổng đã giữ một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự nâng cấp đầy dấu ấn này. Chúng con xin chúc mừng Đức Tổng ngày 23 tháng 12 2023 đã được Đức Thánh Cha đặt làm đại diện thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Chúng con cầu chúc Đức Tổng tiếp tục thành công trong sứ vụ mới. Chúng tôi cũng xin kính chào Đức Công John David tháp tùng Đức Tổng giám mục ngoại trưởng. Được biết đây là lần đầu tiên Đức Công đến Việt Nam, có lẽ với nhiều ngỡ ngàng và với một không gian hoàn toàn mới lạ. Xin cầu chúc Đức Công có nhiều kỷ niệm và trải nghiệm thú vị trong chuyến đi này. Tháp tùng phái đoàn của Tòa Thánh còn có cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng của Hội đồng Giám mục. Xin cảm ơn cha đã lo lắng những chuyện cụ thể nhất cho phái đoàn và để chúng con được hân hạnh đón tiếp một cách chu đáo. Kính thưa quý Đức Tổng, để kết thúc, chúng con xin cảm ơn phái đoàn Tòa Thánh đã ghé thăm Tổng giáo phận Huế chúng con. Ngày mai đoàn lại lên đường đi về phía Nam. Chúng con kính chúc chuyến viếng thăm Việt Nam của phái đoàn trở thành một mốc lịch sử có ý nghĩa đối với mọi phía Tòa Thánh, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Công giáo Việt Nam. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Con kính mời Đức Tổng Giuse và Đức Tổng Boris Rager tiến đến bàn thờ khai mạc thánh lễ. Kính mời cộng đoàn đến. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you and with your spirit. Anh chị em thân mến, đây là cơ hội quý báu để chúng ta hướng lòng về Tòa Thánh, về nơi vị cha chung chúng ta là Đức Thánh Cha Francisco đang còn trị vì coi sóc giáo hội. Chúng ta cầu nguyện cho tình hiệp thông của giáo hội được lan tỏa khắp nơi trên mặt đất này, trên hành tinh này, nhất là trong bối cảnh đang có nhiều khủng hoảng trên thế giới và trong giáo hội. Chúng ta cũng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, bởi vì hiện nay chiến tranh bùng nổ ở khắp bốn phương năm châu bốn biển. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho phái đoàn được gặt hái được nhiều thành công trong chuyến đi này. Chúng ta cầu nguyện cho Tổng giáo phận Huế, cho tất cả mọi thành phần dân Chúa của Tổng giáo phận Huế được bình yên. Và thưa anh chị em, chúng ta cũng đang ở trong mùa phục sinh. Phục sinh không chỉ là một kỷ niệm, một biến cố, mà phục sinh là một cuộc sống. Chúng ta chỉ thực sự là Kitô hữu khi chúng ta sống mầu nhiệm phục sinh. Nhưng tiếc thay, chúng ta yếu đuối, chúng ta lầm lỡ, chúng ta lặp đi lặp lại những bất cập của chúng ta. Bây giờ đây, để thánh lễ này chúng ta dâng được xứng đáng, chúng ta hãy thành tâm sám hối. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hiện diện đông đảo đại diện các thành phần dân Chúa Tổng giáo phận Huế
nơi nhà thờ chính tòa Phục Cam, biểu đồ sự hiệp nhất, tin mến và hy vọng. Chào mừng Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Vatican, trưởng phái đoàn và Thánh thăm Việt Nam. Hình ảnh cộng đồng dân số đủ mọi thành phần của Tổng Giáo phận Huế làm cho chúng ta càng hiểu lời Chúa qua bài tin mừng của Thánh Gioan Tông Đồ mà chúng ta vừa nghe. Anh chị em rất thân mến, chắc chắn trong những ngày này, Đức Tổng Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh thăm Việt Nam, mang lại bao hy vọng cho mối tương quan tốt đẹp giữa Tòa Thánh Vatican và Chính phủ Việt Nam. Niềm vui và hy vọng chuẩn bị cho một tương lai sẽ có một chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco thăm đất nước và giáo hội Công giáo Việt Nam. Trong thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi dân số Việt Nam dịp công nhận thỏa thuận về quy chế cho đại diện thường trú của Tòa Thánh và văn phòng đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Thánh Cha đã mời gọi dân Chúa Việt Nam: anh chị em tại Việt Nam thân mến, các tín hữu Công giáo cũng luôn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu thường ngày của tha nhân một cách hiệu quả và tham gia đóng góp cho thiện ích chung trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên đất nước mình. Anh chị em được mời gọi thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu là trở thành ánh sáng của thế gian và muối của đất, để ánh sáng của các con chiếu tỏa trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc làm tốt lành của các con và tôn vinh Cha các con trên trời. Đức Thánh Cha Francisco còn trích dẫn lời Thánh Giáo Hoàng John 23 đã viết cách đây 6 năm trong thông điệp hòa bình cho thế giới Pacem in Terris, cho toàn thế giới để cùng chung sức xây dựng hòa bình. Chúng ta hy vọng rằng khi gặp gỡ và đàm phán với nhau, người ta sẽ nhận thức hơn rõ mối dây liên kết họ với nhau phát xuất từ chỗ cùng mang chung một bản tính nhân loại. Và họ cũng khám phá ra rằng một trong những đòi hỏi sâu xa nhất của bản tính nhân loại chung là giữa họ với nhau và giữa các dân tộc, chính tình yêu phải ngự trị, chứ không phải là nỗi sợ hãi. Và tình yêu ấy biểu lộ qua sự cộng tác chân thành. Xin Thiên Chúa soi sáng của hướng dẫn anh chị em để trong cuộc sống và trong các tương quan với chính quyền dân sự và với tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay văn hóa, anh chị em biết làm chứng cho tình yêu và lòng bác ái của Chúa Giêsu để tôn vinh Thiên Chúa. Ngày hôm nay, khi chúng ta vui mừng cùng hiện diện với nhau và bên nhau trong tinh thần đức tin hiệp nhất nguyện cầu với niềm vui gặp gỡ và sẻ chia, chúng ta nhận ra rằng thế giới đang trải qua những thăng trầm, những cuộc chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tình yêu đích thực, còn đó là muôn vàn khó khăn thử thách của hậu đại dịch Covid-19. Và hơn nữa, ngày nay còn đó là sự lạm dụng tự do dẫn đến sự xuống cấp của những chuẩn mực đạo đức. Chính bản thân chúng ta phải đối diện với các nỗi đau khổ, với sự cô đơn, với sự nghèo khó và những khó khăn của biết bao người. Chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta học ở Tông Đồ Andre luôn quan tâm tới người khác với tâm tình như một người bạn, để lắng nghe, để cảm thông, để dẫn họ đến gặp được Chúa và gặp được anh chị em của mình. Chúng ta có tâm tình như cậu bé trai trong tin mừng hôm nay, dám trao tặng cho Chúa và mọi người điều ít ỏi mà mình đang có. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng có thể có 5 chiếc bánh và 2 con cá của mình, là thời gian, là tiền bạc, là vật chất và tinh thần. Nếu chúng ta quảng đại dân Chúa, Chúa sẽ biến đổi, trở nên khác lạ, biến thành tình thương, an bình, công lý, tha thứ và yêu thương cho nhân loại.
nguyện xin tình yêu và phúc lành của Chúa Giêsu Kitô phục sinh ban muôn ơn lành cho tất cả anh chị em. Amen. Dạ kính thưa bà con, bây giờ thì thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher chủ tế cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho tình hình bang giao giữa tòa thánh và Việt Nam ngày càng tốt đẹp đang diễn ra tại nhà thờ Cảnh Tòa Phủ Cao. Bình cũng đã chia sẻ tóm tắt cái diễn biến, cái không khí mà Đức Tổng Giám mục vì đại diện tòa thánh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao để thăm Việt Nam theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Huế như thế nào. Xin cảm ơn bà con quý vị và các bạn theo dõi. Không quên cho chúng mình các ý kiến góp ý, bình luận, chia sẻ với người thân bạn bè. Và mình cũng xin chúc cho bà con quý vị và các bạn một sự tốt lành, đơm hoa kết trái, thành quả tốt đẹp như cái quan hệ bang giao giữa Việt Nam và tòa thánh đang nở rộ trên cái tiến trình hy vọng vì cha chung của người Công giáo, đó là Đức Thánh Cha Francisco sẽ có chuyến thăm Việt Nam không xa nữa. Đây là cái dấu mốc lịch sử, đánh dấu cái tình hình quan hệ bang giao giữa Việt Nam và tòa thánh Vatican. Xin cảm ơn bà con quý vị và các bạn đồng hành theo dõi. Xin chúc bà con quý vị và một lần nữa mọi sự tốt lành, sức khỏe và không quên giúp cho mình các ý kiến góp ý bình luận ở bên dưới. Hẹn gặp lại bà con quý vị và các bạn ở các video tải lên tiếp theo. Subscribe đăng ký để cập nhật video mới trên kênh YouTube Huế Việt Nam Online. Xin cảm ơn bà con quý vị và các bạn, hẹn gặp lại.